Phát ngôn của Hồ Ngọc Hà được tâm đắc dựa lùng xùm trách, thiên an, nhưng đây mới là điều phụ nữ cần khắc cốt ghi tâm. Có người phụ nữ thường tự hào lúc nào mình cũng có người theo đuổi, nhưng đẻ mấy đứa con khác cha, cuối cùng vẫn nuôi con một mình. Điều họ muốn là một ông bố tốt cho con thì thất bại thảm hại. Mẹ đơn thân hạnh phúc vì lấy được một người cha tốt cho con mình. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ thích cuộc sống tự do, có hai đứa con khác cha. Cô chưa từng mặc áo cưới chính thức, đó có thể là quan điểm riêng của cô ấy. Khi thôi khỏi bàn, nhưng ở hai lần đi đẻ và chăm con thì khác hẳn nhau. Đứa lớn cha nó chưa từng đói hoài đến sự có mặt của nó trên đời. Có những giai đoạn cô một tay bế con vào bệnh viện khám mà chảy nước mắt. Cô không trách người đàn ông ấy nữa vì sinh con là lựa chọn của cô. Nhưng hỏi có tuổi thân không, cô gật đầu. Lần sinh thứ hai, cô sống cùng bố đứa trẻ. Nhưng không chọn đăng ký kết hôn và sau một thời gian chung sống thì họ quyết định chia tay trong em đẹp. Nhưng lần này cô đã trở thành bạn thân của cha đứa bé và là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc, cô có thể theo đuổi sự tự do của mình trong khi vẫn có thể yên tâm con mình luôn có bố nó ở bên. Câu chuyện trên có phần liên quan với thời điểm lung tung tình ái của Trách, Thiên An và phát ngôn cũ của Hồ Ngọc Hà, khi hai mấy tuổi, các cô gái hay nghĩ yêu ai sẽ sinh con cho người ấy, nhưng mình phải sinh con cho một người mà người đó chắc chắn là người cha tốt. Bằng chứng của Hồ Ngọc Hà khi sinh hai đứa trẻ cùng Kim Lý cũng là một ví dụ Hà và con đã có được hạnh phúc. Gần đây vụ việc cùng lúc Trách bị dính bê bối bắt cá nhiều tay, Thiên An bất ngờ công bố đã sinh con với Trách. Anh chàng bị tố vô trách nhiệm. Khi Thiên An khám thai, sinh con hay gì cùng một mình, sinh con ra con cô cần một người cha cũng không được. Thiên An không nói rõ Trách có hưởng ứng việc cô đẻ con hay không, nhưng việc Trách không lồng tay vào mẹ con của mình, chiếc nhận cưới là quá rõ ràng. Việc trước đó số lần gặp nhau đã hiếm hoi và lúc mang thai anh ta lại luôn tỏ ra quá bận rộn đã cho thấy những hy vọng từ một cô gái trong mối quan hệ này đã vô cùng sai lầm. Quyết định sinh con của phụ nữ không bao giờ có thể chỉ là cho vui. Xét trên sự lựa chọn tình cảm và lý trí, thì sinh con không thể dựa trên sự cảm tính đơn thuần của tình yêu lừa đôi. Đứa trẻ bạn sinh ra cần có bố hơn cả việc bạn cần tình yêu với một người đàn ông ngay lúc này. Một người đàn ông sẵn sàng làm cha đứa trẻ và anh ta muốn có con cùng bạn thì tốt rồi, nhưng nếu như sinh con chỉ vì một tai nạn trên giường của một mối quan hệ giàu tính bản năng nhưng ít tính cam kết thì đừng, thậm chí nếu anh ta còn từ chối việc để đứa trẻ ra đời thì bạn còn có chút hy vọng nào về việc đem về cho con mình một người cha tốt